Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Toyota Fortuner 2019 vừa lắp ráp vừa nhập khẩu thêm bản mới. Thưa quý vị, không chỉ chuyển hướng lắp ráp trong nước, các phiên bản Toyota Fortuner hiện phân phối, Toyota Việt Nam sẽ bổ sung thêm hai bản nhập khẩu mới từ Indonesia. Theo cập nhật mới nhất của Bicor TV, bốn phiên bản hiện có của Toyota Fortuner tại thị trường Việt sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước, bao gồm một bản máy xăng 2.7 AT 4x2 và ba bản máy dầu 2.4 MT, 2.4 AT, 2.8 AT. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật sẽ cung cấp tới người tiêu dùng hai phiên bản Fortuner máy xăng mới nhập khẩu từ Indonesia, cụ thể là Fortuner 2.7 AT 4x4 và Fortuner 2.7 AT 4x2 TRD đi kèm gói phụ kiện thể thao. Thông tin này dù chưa nhận được xác nhận từ hãng xe, nhưng trước đó một vị lãnh đạo của Toyota Việt Nam TMV đã đề cập đến kế hoạch hoán đổi hình thức phân phối của Camry và Fortuner. Điều này đồng nghĩa với việc Toyota Camry thế hệ 2019 chuyển từ lắp ráp nội địa sang nhập khẩu Thái Lan và Fortuner nhiều khả năng sẽ thay thế Camry trong hoạt động lắp ráp sắp tới của TMV. Sau cùng vị đại diện này từ chối công bố chính thức do chưa có quyết định từ ban lãnh đạo. Fortuner 2.4G 4x2 MT giá niêm yết là 1,026 tỷ đồng, hình thức hiện tại là nhập khẩu, nhưng sắp tới sẽ là lắp ráp nội địa. Fortuner 2.4 4x2 AT 1,094 tỷ đồng nhập khẩu, nhưng sắp tới cũng là chuyển sang hình thức lắp ráp nội địa thưa quý vị. Tương tự với những hình thức như vậy thì Fortuner 2.7V 4x2 AT cũng có mức giá bán là 1,150 tỷ, Fortuner 2.8V 4x4 AT 1,354 tỷ. À, đây là đều là những dòng xe nhập khẩu nhưng mà sắp tới sẽ chuyển sang hình thức lắp ráp nội địa. Fortuner 2.7 4x4 AT chưa bán và hình thức sắp tới sẽ là nhập khẩu từ Indonesia. Tương tự cũng là mẫu Fortuner 2.74 x 2 ATTRD chưa bán sắp tới sẽ nhập từ Indonesia. Về phía các đại lý, một số điểm bán hàng đã có tiến hành nhận đặt cọc Fortuner bản lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có thông tin về việc xe sẽ có thêm các bản nhập khẩu mới từ Indonesia và dự đoán hai phiên bản mới này sẽ về nước chậm hơn khi các bản lắp ráp hoàn thiện. Một nhân viên Toyota cho biết Fortuner đang bán là đợt hàng cuối nhập khẩu. Bản lắp ráp có thể ra mắt trong năm nay 2019. Trên thực tế, thì Toyota Fortuner là mẫu SUV 7 chỗ ăn khách tại nước ta. Dù vậy, tình trạng thường xuyên thiếu hụt nguồn cung kể từ 2017 đã khiến xe luôn bán kè lạc tại các đại lý với giá trị gói phụ kiện bắt buộc lên tới 70 đến 80 triệu đồng. Hiện tại thì mức giá của lạc kèm trên Fortuner đã giảm xuống còn khoảng 30 đến 40 triệu đồng, thậm chí một số đại lý bán đúng theo giá đề xuất của hãng từ 1,026 đến 1,354 tỷ đồng để tranh thủ đẩy hàng tuần. Để Toyota Fortuner dễ dàng đến tay với khách hàng hơn, việc sản xuất xe trong nước là hướng giải quyết tối ưu, chưa kể cũng sẽ giúp giá xe trên thị trường ít biến động từ nguồn cung ổn định. Nhờ đó, Fortuner có thể cạnh tranh mạnh hơn với hàng loạt đối thủ lớn như Hyundai Santa Fe, Ford Everest, Chevrolet Trailblazer hay là Nissan Terra. Bên cạnh Fortuner, phân khúc SUV 7 chỗ nước ta năm nay còn có Mazda CX-8 2019, cũng được Trường Hải lắp ráp nội địa thay vì nhập khẩu như trước. Xe có kế hoạch ra mắt trong tháng 6 tới đây, với giá bán tạm tính tại đại lý là 1,15-1,32 tỷ đồng. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicor TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben, mang xe hơi đến mọi gia đình.